Nam Bình Chánh tài mãi. Mến chào quý anh chị, hôm nay em tiếp tục gửi đến quý anh chị mình một mẫu nhà gần chợ nha quý anh chị. Với cái mẫu nhà của mình ngày hôm nay với phân khúc dưới 1 tỷ nha, chỉ trên 500 triệu chút xíu thôi đó. Quý anh chị mình cùng em đồng hành hết cái video ngày hôm nay để mình tham quan cái mẫu nhà giá rẻ ngày hôm nay nha quý anh chị. Và đây sẽ là cái đường quẳng vào nhà của mình, là đường bê tông rộng đâu đó tầm khoảng 4 mét nha. Quý anh chị mình nhìn xa xa trước màn hình sẽ có chiếc ô tô đậu ở khu vực xa xa kia đó. Ô tô mình có thể di chuyển tới khu vực đây, và hướng này quý anh chị mình có thể đi thẳng ra là ngay chợ Long Thượng luôn. Thì mình đi đâu đó tầm khoảng 200 mét đến 300 mét thôi, rất là gần. Mình đi chợ, mình đi tập thể dục vẫn là được luôn nha quý anh chị. Và mình di chuyển về các quận huyện á thì mình đi đâu đó tầm khoảng hơn 25 phút thôi. Đường xá thì rộng rãi thông thoáng vô cùng, và hướng này mình có thể nói thông ra ngay ủy ban xã Long Thượng luôn quý anh chị. Và đây sẽ là một cái đường dẫn vào nhà của mình đây. Đây thì dân cư mật độ ở rất là đông đúc và sầm phức rồi. Về quý anh chị mình ở không sợ buồn nha. Hướng nhà của mình ngày hôm nay cho mình là một cái hướng đông bắc nha quý anh chị. Đó. Trong đây sẽ là một cái đường nội bộ rộng đâu đó tầm khoảng 2,5 m đến 3 m nha. Dân cư ở thì cũng đã full hết rồi. Cái mẫu nhà ngày hôm nay đó là do bên đơn vị gia chủ đang kẹt tiền nên muốn sang nhượng lại gấp luôn. Nên để với một cái mức giá tổng cho quý anh chị mình luôn chỉ đúng 520 triệu thôi. Và cái mẫu nhà này á, 520 triệu ngày hôm nay á, vẫn còn bớt một chút xíu lập cho quý anh chị mình luôn nha. Với cái mẫu nhà thiết kế theo cái kiểu mái Thái á quý anh chị, nó cái kiểu rất là sang nha. Cái căn này á mà quý anh chị mình mua về thì quý anh chị mình chỉ cần dọn đồ và ở thôi, không cần phải sửa sang hay tăng trang gì nữa hết. Và bên đơn vị gia chủ có nói với bên đơn vị em sẽ tặng full nội thất cơ bản cho quý anh chị mình luôn đó. Với diện tích nhà sẽ là ngang 3,6 m, chạy sâu vào sẽ là tặng 6 m nhà quý anh chị. Được xây dựng là một trệt, một lầu, hai phòng ngủ và một cái không gian nhà vệ sinh. Bán với mức giá luôn tổng luôn chỉ có 520 triệu thôi. Gần chợ nè, ra chợ thì tầm khoảng 200 m đến 300 m, đi ra ủy ban xã rồi cũng sát bên luôn quý anh chị. Điện máy xanh, bách hóa xanh đầy đủ, mình đi trong vòng bán kính là 300 m thôi đó. Quý anh chị mình không tin thì có thể về đây trải nghiệm thực tế với cái mẫu nhà ngày hôm nay nha đó. Và trước khi vào trong căn nhà thì bên đơn vị em sẽ làm cho quý anh chị mình một lớp cửa sắt sơn tĩnh điện với kính là kính cường lực nha. Và trong đây á thì bên đơn vị em sẽ tặng cho quý anh chị mình một bộ bàn ghế salon ở khu vực không gian phòng khách rồi. Tường á thì bên em có dán cho quý anh chị mình một bức tranh 3D cực kỳ là nổi bật cho cái không gian phòng khách của mình luôn. Hệ thống trần thạch cao, đèn full đầy đủ nha quý anh chị đó. Thì đây sẽ là một cái không gian bếp cho anh chị mình. Thì không gian bếp thì bên đơn vị gia chủ đã lắp đặt hệ thống tủ bếp dưới rồi, chưa lắp đặt hệ thống tủ bếp trên. Về quý anh chị mình cũng có thể lắp đặt thêm nha. Bồn inox 304 và không gian nhà vệ sinh á thì được đặt ở khu vực bên đây đó. Trong đó thì cũng đầy đủ tiện nghi cho quý anh chị mình sinh hoạt hàng ngày đó. Trong đó thì gạch men á bên đơn vị gia chủ ốp tặng lên cao luôn nha quý anh chị, nên cực kỳ là sạch sẽ luôn. Quý anh chị ơi, nhanh tay gọi ngay cho em để mình có thể về đây trải nghiệm thực tế với cái mẫu nhà ngày hôm nay luôn nha. Tuy rằng nhà nhỏ thiệt nhưng mà vị trí thì cực kỳ là đẹp luôn, gần chợ, gần trường học, gần ủy ban, đi trong vòng bán kính 500 m là quý anh chị mình có thể bắt gặp đầy đủ tiện ích hết luôn nha. Quý anh chị mình mà muốn đi xem thực tế thì hãy gọi ngay qua số điện thoại em có để trên màn hình, hoặc là kết bạn Zalo với em sẽ gửi thông tin vị trí cho cô chú anh chị mình tham khảo trước nha. Và giờ em mời quý anh chị mình cùng em di chuyển lên trên để mình khám phá không gian tầng trên nha. Và đây sẽ là tầng trên, thiết kế cho mình là hai phòng và có một cái ban công nhỏ phía trước nhà luôn nha quý anh chị. Và đây sẽ là phòng đầu tiên ở trên lầu đó. Căn này thì em thấy gia đình mình có thành viên từ 2 đến 4 người mình ở vẫn thông thoáng nha quý anh chị. Có không gian cửa sổ để lấy gió trời cực kỳ là mát luôn nha đó. Hệ thống chặt thật cao nguyên khói luôn. Và mình di chuyển qua đây là một phòng thứ hai nè quý anh chị, mình có thể làm thơ, phòng thơ hoặc là phòng ngủ tùy theo nhu cầu của gia đình mình đó. Và ra đây sẽ là một cái ban công phía trước nhà. Ra đây thì mình có thể đứng hóng mát hoặc là mình làm xào phơi đồ ngoài này vẫn tiện luôn nha quý anh chị. Dân cư ở thì khỏi bàn rồi đó. Về đây quý anh chị mình đi chợ búa rồi trường học rồi rất là tiện luôn, đi trong vòng bán kính khoảng 200 đến 300 m thôi là bắt gặp đầy đủ hết rồi. Và giờ em mời quý anh chị mình cùng em di chuyển về không gian tầng dưới, em sẽ nói lại giá và vị trí cho cô chú anh chị. Và nãy giờ quý anh chị mình cũng đã được bên đơn vị em quay sơ cái đường đi vào nhà và không gian trong căn nhà rồi.
thì em cũng xin được nhắc lại với vị trí nhà của mình là nằm ngay chợ Long Thượng nha quý anh chị. Đây ra chợ Long Thượng đâu đó tầm khoảng 2 đến 300m thôi. Nếu mà quý anh chị nào mà không biết chợ Long Thượng thì có thể gọi trực tiếp qua số điện thoại em có để trên màn hình, hoặc là các bạn Zalo với em sẽ gửi thông tin vị trí cho cô chú anh chị mình tham khảo trước nha. Với diện tích ngôi nhà của mình ngày hôm nay là ngang 3m6, chạy sâu vào sẽ là tận 6m nha quý anh chị. Được xây dựng là một trệt một lầu, nó có 2 phòng ngủ và một cái không gian nhà vệ sinh cho anh chị mình. Và được bán với một mức giá tổng luôn chỉ đúng 520 triệu thôi, vẫn còn bất lập cho anh chị mình luôn nha. Ở đây thì dân cư quý anh chị mình về ở khỏi bàn rồi, dân cư ở rất là đông đúc và sầm uất nha quý anh chị. Hướng nhà của mình sẽ là hướng đông bắc. Nếu quý anh chị nào đang cần tìm nhà hướng đông bắc mà mua dưới giá phân khúc dưới 1 tỷ thì hãy gọi ngay cho em, đừng bỏ qua cái ngôi nhà ngày hôm nay nha, và được tặng xu hình nội thất cho cô chú anh chị mình luôn. Và xem đến đây rồi, quý anh chị mình cũng đừng quên bấm đăng ký kênh cho em để em có động lực đi quay nhiều mẫu nha, giá rẻ để phục vụ đến anh chị mình. Và giờ em xin kết thúc video tại đây.